Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số nữa của Audio Lab và mình lại là Hiếu Leo đấy Dạo này thì mình mới thi xong cho nên là năng suất mình làm video hơi nhiều một tí à, Lần trước thì mình mới lên một cái video một con tai nghe giá thành cực kỳ rẻ Chỉ là quanh 5-6 bát phở của các bạn thôi Và cái con tai nghe đấy thì cực kỳ cực kỳ hot luôn Mình không hiểu vì sao nó có thể trở thêm hot như thế à, Bên Tiki có báo lại cho mình rằng là chỉ sau một tuần mở bán Thì chiếc tai nghe QC T1C đấy mình từng làm á thì nó nằm trên top 1 bán chạy của cái hạng mục tai nghe True Wireless của tuần cũng như là của tháng trên Tiki luôn. Thì anh em nếu mà quan tâm đến chiếc tai nghe giá siêu siêu rẻ đấy thì có thể xem lại video cũ và mình để ở chỗ nào đấy trên màn hình nhá. Để tiếp nối cái sự thành công đấy thì mình mới mượn ở đây hai anh gọi là Hắc Bạch công tử cũng đến từ QC luôn và mình mượn ở bên Smartlink một con là QC T9, một con là QC T7 và hai con này thì giá thành nó cũng rất là rẻ chỉ loanh quanh 300 trăm nghìn mà thôi thì nó có cái gì thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì mình đến với con QC T9 này đi, tại vì mình thích màu đen hơn. Nó là cái mã nó to hơn nhá, mã T9. Nhưng mà nó lại ra đời trước các bạn ạ. Nó ra đời năm 2015 cơ, tức là đính tính đến bây giờ nó là 6 năm rồi đấy. Chất lượng hoàn thiện con này nhá thì mình đánh giá khá là nhẹ. Nó không bám mồ hôi, dấu vân tay quá nhiều. Nhưng mà cái bản lề của nó thì thực sự là hơi kém. Nhưng mà cái nam châm của nó này thì mình thực sự hút khá là mạnh đấy. À, con này thì ra đời khá cũ rồi cho nên là nó sạc mà cổng nó là micro ở đây. Cái kết nối của con này thì nó không giống như những con đời mới bây giờ đâu là nó sẽ kết nối bằng cái dạng mở nắp. Thì cái điểm yếu của cái này nó sẽ là chúng ta khi mà đang kết nối ấy mà chúng ta lỡ tay mà nó đóng nắp vào thì chúng ta sẽ bị ngắt kết nối luôn. Điều khiển của con này thì nó cũng dạng là khá là cũ, nó cũng là cái dạng vật lý lại một cái chi tiết nữa rất giống với cái dòng AirDots của Xiaomi ngày xưa cảm giác đeo của con này thì sự mình làm nó không tốt lắm thì vì các bạn có thể nhìn kỹ cái phần này nhá cái phần ống nulo nó nó khá là nông luôn đấy cho nên là khi mà đeo vào tay thì cảm giác nó sẽ hơi nông một chút cũng như là cái cách âm của nó ấy thì nó ở dạng bình thường mà thôi khi mà chúng ta đeo lên tay này thì nó sẽ hơi bị gọi là khó chịu với những bạn mà form tay nhỏ vì vì các bạn có thể nhìn thấy là cái form của con này hơi to một chút chất âm của con này thì nó cũng bình thường luôn tại vì nó cũng ra đời đến bây giờ đó là khoảng tầm năm sáu năm rồi âm trường của con này thì nó hơi kém tổng thể âm của nó làm nó khá dày và ấm tuy nhiên thì các giải âm của nó ấy thì nó không tách bạch và thực sự nghe nó bị đè hết lên một đường thẳng luôn à, nó xếp theo kiểu là đầu tiên nhá sát tai nhất chúng ta là đến giải mid sau đó thì đến giải bass và cuối cùng là đến giải chép à, tuy cái tổng thể âm nó ấm áp nhưng mà cái lượng bass của nó lại không nhiều đâu cái bass này đánh nó khọ nhưng mà thực ra là lượng nó hơi ít một chút cái phần giọng ca sĩ ấy được làm dày và nó khá là truyền cảm nhưng mà nó lại không được trong lắm tại vì như mẹ nói ấy, À, cái tổng thể của này nó làm dày và ấm áp mà nó không được trong trẻo lắm nữa đâu cái phần giải trap này thì những cái tiếng nhạc cụ nhỏ 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 ấy thì nó sẽ khó nghe và nó khó cảm nhận vì phần giải trap nó bị đè hết ở phần dưới cùng mà nói chung là với con này thì mình đánh giá là nó phù hợp để nghe những bài nhạc nhẹ tập trung nhiều vào cái giọng ca sĩ ít chi tiết tiếp theo đó là đến con qc t bảy con này thì mã nó bé hơn ừ nhưng mà nó lại ra đời sau các bạn ạ nó lại ra đời vào năm 2017 thiết kế của nó thì mình đánh giá là nó hiện đại hơn khá là nhiều ở độ hoàn thiện của con này thì mình đánh giá là nó ra đời sau nên nó tốt hơn con T9 kia rất là nhiều cái bản lề nó thực sự nó làm dày và nó chắc chắn hơn cái nhựa nó nó làm cũng dày dặn hơn khá là nhiều đấy sạc của con này thì nó cũng mới hơn khi mà nó đã được cải tiến lên sử dụng là sạc Type C ở đây rồi ở đây thì con này nó sẽ kết nối dùng dạng phím cứng thì mình đánh giá là tiện lợi hơn con QC T9 này khá nhiều cái kết nối của con T7 này thì nó cũng giống như là với con T9 tức là nếu mà chúng ta đã kết nối với một thiết bị cũ rồi thì chúng ta chỉ cần mở nắp ra thôi là nó sẽ tự dò cái thiết bị mà chúng ta kết nối gần nhất tuy nhiên là mình đánh giá là con này nó ra sau cho nên là nó khả năng kết nối nó cũng nhanh hơn và nó mượt hơn so với con t 9 à, hai cái tai nghe này thực sự là thiết kế rất giống với tai nghe của AirPod. À, nhưng mà vấn đề ấy, là cái phần này nó làm hơi thô hơn cái phần cuống này nó làm khá là dài các bạn ạ à, nhưng mà được cái là nó cũng làm bằng nhựa sần nhá chứ nó không làm bằng nhựa bóng đâu cho nên là sờ các thứ nó cũng khá là thích nên nó không bị bám mồ hôi giống bên tay cũng như là nó không bị trơn trượt tai này ra sau nhá cho nên là cái phần về chất âm ấy thì mình đánh giá là nó cũng được cải tiến cũng như là con này nó được thiết kế theo cái dạng là earbud chứ không phải in ear như con này nữa cho nên là phần âm trường của con này nó cũng được cải thiện khá nhiều rồi đấy là đặc trưng của dòng tai nghe earbud âm thanh của con này thì mình đánh giá nó trong trẻo và nó chi tiết hơn rất là nhiều cái giải chép của con này là sáng hơn cái chi tiết nhạc cụ nghe và cảm nhận tốt hơn rõ rệt so với con T9 này luôn tuy nhiên là được cái này thì chúng ta sẽ phải mất cái kia là phần chép của con này nó sáng và nó tiến thì phần mít của con này nó lại bị đẩy lùi ra xa tai khá nhiều cũng như là phần mít nó hơi bị đục nghe nó không đã và không truyền cảm bằng t chính nó là con này là dòng tai nghe in ear mà cái lượng bass mình đánh giá nó bên trên là chỉ ở mức trung bình mà thôi cho nên là con này là cái dòng T7 là dòng y bắt thì chúng ta không thể nào đòi hỏi được cái lượng bass nhiều ở đây lượng bass của con này thì nó có nhưng mà ở mức khá so với những cái dòng tai nghe y khi mà nó gọn nó nảy nhưng mà chắc chắn là không thể nào bằng được những dòng tai nghe in ear như thế này chất âm con này thì mình đánh giá là tổng thể ấy, thì mình thích cái con T7 này hơn Nó ngon hơn con T9 Tại vì nghe nó trong trẻo và nó hài hòa hơn Nghe tạp nó ngon hơn Nó sẽ là lựa chọn xứng đáng hơn rất nhiều những cái con tai nghe Airpods Fake Đối với những cái người mà thích cái kiểu tai nghe earbud như thế này Còn âm của con T9 thì thực sự là nghe nó hơi dày quá Nghe lâu nó sẽ dễ bị nặng đầu và bị mệt Thời lượng pin của hai con này thì y xì với nhau luôn Từ cái dung lượng kén sạc này cho đến dung lượng pin của từng bên tai Nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 4 giờ Cả hai sản phẩm này thì mình mượn ở bên Smartlink VN và đây là bên mà phân phối độc quyền chính hãng tại Việt Nam luôn. Con QC T7 này nó ra mới hơn, hiện đại hơn, nó có giá thành đắt hơn, đó là 399k. Tuy nhiên là nó sẽ được sale lại còn 349k. Còn con này thì nó cũ hơn, giá gốc là 349k và khi mà sale ấy chỉ sẽ còn khoảng tầm là 309k vào những cái ngày cuối tuần các bạn đừng có chê những tai nghe này đắt so với những hàng sách tay tại vì hàng sách tay thì bảo hành không thể nào bằng được những cái bên mà phân phối độc quyền như thế này tại, à, những cái con tai nghe này thì được bảo hành chính hãng một đổi 1 trong vòng 12 tháng cơ và đây là một cái chế độ bảo hành mình đánh giá rất ok cũng như là có thêm tiki trading họ à, còn rất là tí nữa thì à, chương trình sale của những con này nó sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 Link những cái sản phẩm này thì mình sẽ để ở dưới phần comment cho những bạn nào quan tâm. À, sắp tới đây thì mình sẽ lại lên những cái sản phẩm cũng là của họ hàng nhà Xiaomi luôn. Lại là tai nghe nhưng mà lần này có là thêm đồng hồ nữa. Anh em có thể đón chờ trên chuyên mục Audio Lab của mình. À, đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ Reap bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.